Tại tỉnh Hải Dương, năm nay thời tiết thuận lợi nên vải sớm sai hoa, tỷ lệ đậu quả cao, năng suất dự kiến sản lượng ước tính đạt khoảng 35.000 tấn, có nghĩa là tăng khoảng 5.000 tấn so với vụ vải sớm năm trước. Trạm vải sớm ở Hải Dương năm nay do thu hoạch từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, vải thiều sớm của Hải Dương gồm các loại vải như u trứng trắng, u hồng, trứng gai được đánh giá có nét đặc trưng khác biệt so với các tỉnh Bắc Giang như mẫu mã đẹp giá bán cao nên mang lại giá trị kinh tế cao cho người trồng. Toàn tỉnh Hải Dương có gần 9.000 ha trồng vải, trong đó 2.750 ha vải sớm, hơn 6.200 ha vải chính vụ, với tổng sản lượng ước đạt 60.000 tấn. Hiện người trồng vải đang tập trung cao độ cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm để xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Sau một thời gian dài ở mức thấp, gần đây giá dưa hấu tại nhiều tỉnh thành như Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Trà Vinh, các loại dưa hấu không hạt, dưa hạt lép được nông dân bán tại ruộng cho thương lái ở mức 7.000 đến 8.000 đồng một kg, trong khi trước đây giá chỉ 4.000 đến 5.000 đồng một kg. Còn các loại dưa hấu có hạt như dưa hắc mỹ nhân, dưa tiểu long, dưa hấu sọc giống Mỹ đang được nông dân bán cho thương lái với giá 4.000 đến 7.000 đồng một kg. Theo nông dân trồng dưa hấu tại các tỉnh đồng bằng sông Kiểu Long, nếu dưa hấu đạt năng suất từ 3 đến 4 tấn một công, người trồng dưa hấu có thể kiếm lời từ 4 đến 10 triệu đồng một công trở lên. Đây là tín hiệu đáng mừng cho người nông dân.